người tân mơ ngang thuở. Tiếng rêu rắc cũng đàn tờ đêm thâu về tim đau. Tang tình 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 tang tiếng tơ buồn nhớ muôn phương. Thưa công nương, kẻ hầu Kiều đã sẵn sàng cung tên Kiều Mã, xin công nương hãy sửa soạn đi săn. Kìa, tên quân hầu Kiều, tại sao trên tay mi có đóa hồng nhung hay là mi bẻ trộm? Thưa công nương, cầm ngay, mi là một kẻ hèn nên không hiểu gì đến giá trị của một thứ hoa đại cát cao sang được đặt trong bình ngọc giữa nhà vàng. Sự sống nó dính liền với ta trong tâm cảm yêu đương, chỉ ta mới có đủ quyền đến gần và đụng chạm âu yếm như nhân tình. Ai chạm nó tức là chạm ta quyền đến hương trinh. Thưa công nương, kẻ ngu phu dại dột tưởng rằng các loài hoa là thảo mộc giống như nhau. Trong lọ sành là hoa dại còn quang, đặt giữa bình vàng là hoa quý quang thơm. Thôi mi chớ lý luận dài dòng để trốn tội, ta sẽ chẳng dung tha một tên quân hầu Kiều mà ngang tàn phạm thương. Thưa công nương, mi có biết không, sao hôm nay ta được sao mũi tên xa lạ, ta ném xuống lầu trả lại sau đô qua. Ta hỏi mi, ai là chủ những mũi tên kia, và tại sao mi dám bẻ trộm hồng nhung trong bình ngọc? Thưa công nương, tôi không phải là kẻ trộm, nhưng cũng không biết từ cấm viên nào xa lạ bỗng nhiên rơi xuống tay tôi. Sau đó hồng nhung trong sáu ngày liền đúng vào sáng tinh sương, khi từ lầu mà cao vọng lại tiếng đàn. Như thế là sáu mũi tên kia vô kẻ nào ném lên một dũng tướng anh. Tên hầu Kiều của Yên Lăng, mi phải cho ta biết ai là chủ của sao mũi tên này. Thưa công nương, nếu lốp ao tù không cản ngăn tiếng nói đang nghẹn ngào trong đai ngực khô khan, thì tôi sẽ nói rằng tôi là chủ của sao mũi tên vô chủ. Mi, nghĩa là mi muốn nói yêu ta. Thưa công nương, câm ngay. Kẻ nói yêu ta là một tên quân hầu Kiều, là một thằng tù khốn nạn. Hãy đi ra khỏi nơi này lập tức. Xin kêu biệt công nương. Hãy trói lại. Kính chào thống tướng. Thống tướng vừa truyền lệnh bắt ai? Một thằng tù vượt ngục vừa lẻn đến đây để ám sát công nương. Ám sát tôi? Phải, bằng tên tẩm độc. Bằng tên tẩm độc? Nếu cần gặp mặt, tôi xin đem nó vào đây. Quân! Dạ. Đưa tên ấy vào. Dạ. Kìa, tên quân hầu Kiều. Phải, nó là tên quân hầu Kiều của công nương, mà cũng là tên gián điệp Ai Bình Cơ. Hoàng tử Ai Bình Cơ? Phải, chính tôi là Ai Bình Cơ. Hoàng tử là linh hồn của dân tộc Ba Tư đang kêu thương trong bóng tối căm hờn. Tôi là giọt máu tinh anh của dòng vua mất nước, đang tìm ánh thái dương để phá tan đêm lành. Mì chính là kẻ thù của dòng Mông Cổ hiên ngang, đang mở rộng địa bàn theo gió ngựa chiến chinh. Ai Bình Cơ hoàng tử, tôi không mà ngờ là tên quân hầu Kiều của Yên Lang mà tôi đã tuyển từ đám dân nô lệ của phụ vương. Nơi sa mạc xa xôi khi trận bão cát vừa tan, trận bão cát cơm ghê kia đã vùi thay cả ngàn dân nô lệ, mà ta không ngờ còn sống sót Ai Bình Cơ để giờ này được an nhàn
không? Ta không bao giờ yêu Yên Lan, con của vua Mông Kha tàn bao. Trời, ai bình cơ người vừa nói câu gì? Tôi vừa nói tôi không bao giờ yêu công chúa Yên Lan. Không yêu tôi. Sao mũi tên kia tìm tin em là ai thi lệ? Bị hoàng tử Yên Lâm bắt mất một năm rồi. Quân! Dạ. Hãy đài tin gián điệp Ai Bình kéo đến sa mạc lăn đá xây thành cho tới chết. Không! Hãy dám vào ngục tối cho ta. Kìa! Công chúa không phải là vua. Thì ngài cũng không phải là hoàng đế. Xin nhắc cho mọi người đều nhớ, ta là thống tướng Bát Lộ Kỳ. Chuông ba quân, ngài sát phạt chỉ huy, nơi cung thẩm tôi trọn quyền quyết định. Quân, hãy giam tên ấy lại cho ta. Dạ. Công chúa, công chúa đã phạm tới kỷ cương quân chế, cãi lĩnh vua và cái cả luật triều, chỉ vì một tình yêu công chúa thành phản bội. Ngài đừng nói dối, đừng buộc tôi vào tội phản loạn. Chừng nào cha giam giết con thì tôi mới chắc rằng tôi có tội. Như thế là công nương cố tình đi ngược lại ý muốn của đại vương và ước nguyện kẻ trung thành. Đã hy sinh máu xương cho điện ngọc cung vàng, gươm mở rộng địa bàn ra bốn hướng, tay cắm cờ chinh phục khắp đông tây. Để hôm nay trải qua dạng dặm đường dài, quên bỏ cả nhọc nhằn sau gió ngựa. Kẻ này từ chiến trận về đây là mong nói được một lời cùng Yên Lan công chúa. Ngài nói chuyện đầu rơi máu đổ, hay sẽ nói rằng ngài đã chinh phục được ba tư? Không, tôi không nói chuyện xa trường ghê khiếp ấy, mà tôi chỉ trao cho công nương một lệnh thơ của đại vương từ chiến trận gửi về. Thơ của phụ vương tôi? Tôi mang thơ với một niềm mà hy vọng tràn trề. Hy vọng ấy do lệnh trời ban xuống cho một đại công thần của hoàng đế Mông Kha. Nhưng khi tôi chưa kịp dâng thơ, lệnh của vua tuyên hôn cho kẻ này cùng với công chúa, thì tôi đã ngậm ngùi nuốt lệ nhìn một bóng người đang lạnh đạm đi qua. Dầu có lệnh của phụ vương, tôi với ngài cũng không bao giờ thành duyên nợ. Ngài về đi, đừng mơ ước đến Yên Lan. Đứng lại! Mai Trinh, nàng đi đâu mà có cả dao vàng của Yên Lan công chúa, mà lại đi xăm xăm về hướng ngục của Ai Bình Cơ? Trả vô đây! Coi kìa, sao anh Đình Lạc khổ quá vậy? Ủa coi kìa, sao bỗng nhiên cô em cười thật là có duyên à? Có duyên thật hả anh? Ừ. Vậy chắc là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Còn vô duyên đối diện bất tương phùng, trời xui hai đứa gặp nhau. Lấy hoài dài câu chơi, anh nào đâu nỡ hẹp hỏi em sao? Tình yêu duyên nghi đợi người tri kỷ mà trao. Mai Trinh nói sao nghe chưa hết câu, lệ đã trào thâm bông. Em đây nói yêu, yêu ai ở đâu, yêu anh chàng có đâu. Nếu thật thế xin thể cùng nhau, dẫu biển cả quá ra bồn dâu, quyết cuộc đất cùng kết tóc trăm năm dài lâu. Thì cho em đi ra ngoài kia một chút em quay về. Nhưng nếu em không về thì anh làm sao?
đã thương thì chớ nghi ngờ, có chết chung màu, có sống chung chăng. Rồi ta nói anh hùng này công chúa, sao nàng này ăn cắp? Không, đó là công chúa sai đi, nhưng trong lòng công chúa nghĩ sanh nghi, sợ cô ấy phản thì nguy cái đầu. Rồi tụi mình rượt theo giật lại con dao vàng và cứu ai bình cơ thoát ngục đi. Đây là lầu giam ai thi lệ em ta, nhưng công chúa bị bắt lộ kỳ, bắt đem đi dâng cho đại đế rồi. Trời, thôi hoàng tử hãy mặc đồ giữ ngựa và cất con dao vàng làm lĩnh đặng thoát thân. Quân, dạ, hãy chém đầu tên giữ ngựa cho ta, vì nó là tên tù vượt ngục. Khoan, nếu ngài muốn chém đầu tên giữ ngựa thì xin cho con thê mạng chịu vô tù, chớ để khi hoàng tử trở về đây thì mất dạng thằng này, thì chắc chắn cái đầu tôi bay trước nhất, rồi từ từ cái đầu khác nó cũng bay theo. Bởi vì tên giữ ngựa này siêng năng hiền hậu, không người nào hơn, nên mới được hoàng tử trọng dụng mấy năm, và cưng nó như là trứng mộng. Bậc thượng tướng, sao ngài bận tâm chi dưới tên hèn giữ ngựa, nó đang run sợ trước uy quyền. Không lẽ vì đa nghi mà ngài nhẫn tâm sát hại người hiền? Sách có câu thà tha làm giặc hơn giết quan giết ức, mà mang tiếng là người không sang suốt và thiếu hùng anh. Ngài là hạng ở trên mây xanh, tuổi này nằm dưới gót chân của ngài, đang gì mà phải ra quay gươm vàng nhuộm máu, tôi đòi mà làm chi? Ngài ơi, tôi cúi lại ngài, xin ngài chậm lại vài giây để tôi bảo nó trình ra bằng cớ cho ngài tin, nó là tên giữ ngựa của hoàng tử yên lâm. Mày ơi, hãy mau trình đi bằng cớ, vì nó mang quyền bất khả xâm phạm của vua. Trình đi đừng có chần chờ, mà không tránh khỏi cái đầu của mày bay. Kìa, giáp binh nắm chặt cả hai tay, sao mày cứ lắc đầu hoài? Cái thằng điên lại ông mà nó đã lên cơn, để con lấy lệnh cho ông làm bằng. Hãy trói tên tù vượt ngục cho ta. Khoan, tên kia hãy lui lập tức. Kìa, công chúa Yên Lan lại đến đây để che chở cho tên tù vượt ngục Ai Bình Cơ sao? Không, Ai Bình Cơ đã thoát đi từ chập tối. Tại sao con luôn biết rõ chuyện ấy? Vì chính tôi ra lệnh giải thoát cho Ai Bình Cơ. Trời, công chúa, công chúa dám xem thường tôi chứ?
hại tôi, hại giết tôi đi. Để bao hôm nữa nơi hoàng cung không có ai hôn lễ. Hai hôn lễ? Phải, hai hôn lễ đúng theo ý muốn của ngài. Một của phụ vương tôi với ai thi lễ, hai của ngài với công chúa Yên Lan. Yên Lan, tôi sẽ che chở tội cho nàng. Thì ngài hãy lui về an nghỉ. Dần dần cứu từ công chúa. Công chúa Yên Lan, tôi trở lại đây để xin trả lại dao vàng và... Ai bình cơ? Ơn Yên Lan tôi thờ trong tim ốc, nhưng... Nhưng tình Yên Lan người vứt xuống vực sâu. Thưa công nương... Thôi, tôi rất sợ lời của kẻ ra đi sắp nói với người ở lại. Để vùi chôn một tình yêu ngay dài xuống quang mồ. Tôi biết tình yêu tôi như nước chảy qua cầu, tuy tha thiết mà mơ hồ huyền ảo, không tháng ngày và không buổi sơ giao. Tình tôi là mây trời, là khói biển, là nắng nhạt hoàng hôn. Nó không ai không ngân mà buồn mà ly, không có rượu dao bôi mà đậm lệ ly sâu. Công nương ơi, hai ta là hai kẻ nghịch thù, nhưng tôi hẹn sẽ nói yêu khi thù sâu bôi xóa. Thôi người ra đi đừng tỏ lòng thương hại cho kẻ ở lại cung vàng. Đừng hứa hẹn mong lung với tâm hồn tuyệt vọng, đang khép vô tình trong khóe mắt thương đau. Và kể từ đêm nay khi người lên yên trở về cứu quốc nhiều quê hùng tung gió bụi đường xa, thì đừng nhớ chi một hình ảnh như mơ đang tan mờ trong dĩ vàng. Đêm nay ta gặp nhau là mong hình bóng tự thành trong khói sương. Người đi đón gió muôn phương, còn tôi ấp ủ tình thương trọn đời. Kìa, dường như có tiếng gió ngựa, công chúa hãy nép vào trong. Ai thi lệ? Ai thi lệ? Anh là hoàng tử Yên Lâm về với em đây. Kìa, ai thi lệ đâu mà nở đây qua vắng? Tên giữ ngựa, mày đã bắt ai thi lễ đem đi, phải không? Thưa hoàng tử, kẻ bắt ai thi lễ làm vua, đem về nơi vương cung làm ai thiếp. Trời, nàng là ai thiếp của phụ vương ta? Dạ, đó là Bác Lộ Kỳ dâng hiến cho vua để đánh đổi Yên Lan công chúa. Thì chắc cũng tại mi muốn lập công nên dâng ai thi lễ cho Bác Lộ Kỳ ngã tân thân để hắn cưới Yên Lan. Dạ, tôi mới tới đây nghe sao thì nói như vậy, xin ngài hãy bình tâm mà suy xét cho tôi. Thôi, ta phải giết mày ngã đấy đành tội nơi đây. Dạ, xin hoàng tử thương tình mà thâu lại thanh gươm. Từ nơi ba tư ta về thăm ai đi đây, hãy dậm dậy bao nhiêu là ta quán hận bấy nhiêu. Tên kia hãy đỡ. Tôi xin buộc lòng tử về. À! Kìa, ai bình cơ? Anh đã gây thương tích cho Yên Lâm, đưa dao đây cho em. Trời, Yên Lâm, anh đã bị thương. Giáp về, cầm. Nếu làm kinh động tôi sẽ giết Yên Lan. Bây giờ công chúa Yên Lan sẽ đưa tôi về nước, xin cứu biệt. Anh hoàng tử Yên Lâm. Giáp về, đuổi theo tên giữ ngựa cho ta. Không, xin hoàng tử đừng đuổi theo tên giữ ngựa, mà hãy truyền cho giáp binh xử tội kẻ vong nguyền. Vì chính em đây mới là tên sát nhân ám hại người tình. Con dao đẫm máu trên bàn tay yêu ớt đã nói rõ ràng hành động của em. Vậy chàng ấy đổ lên đầu em mọi cực hình khủng khiếp, em sẽ vui lòng hứng chịu đến tàn hơi. Chứ còn tên giữ ngựa kia chỉ là một tay sai mà em có bổn phận phi chở che cho đến phút bi cuối cùng.
Phải, có lẽ chính nàng là thủ phạm đợi ta về để giết chết ta, dẹp trở ngại cho kẻ phản trắc bước lên ngôi vương hậu, phải không? Hoàng tử hãy giết tôi đi. Giết nàng chưa cần thiết, mà đây, bản đĩa đồ của Vương quốc Ba Tư đã ghi rõ vùng đất đai ta đã trả. Vì yêu nàng, ta lên triều đình và vương phủ, rút quân trả đất nổi ba hôm, vội về đây để đổi tiếng yêu đương. Nhưng bỗng nhiên tôi thành kẻ sát nhân. Phải, vì thế nên công trình này ta xé bỏ. Trời yên lắm. Muôn Tâu đại vương, Muôn Tâu đại vương, kẻ này đã thuyết phục được nàng. Câm! Định thức của chiến tranh là gì? Chinh phục. Sao dùng chữ thuyết phục với ta? Muôn Tâu, chinh phục. Hãy nhớ, chinh phục gom trời vào đái chiến, biến đĩa cầu thành đồng cỏ khô khan. Muôn Tâu, kẻ này muốn nàng đến đây quỳ gối xin nạp mình cho thèm khát của đại vương. Hôm nay tại biệt điện Thiết Vương cung, ta đốt cháy chờ mong bằng rượu nóng, nàng sẽ tới cho vua vơi khát vọng. Không, ta không còn khát vọng đợi chờ nàng. Khi hai án tử hình đã dựng giữa cung vàng, ta chờ đợi để treo thêm hai án tử. Muôn Tâu đại vương, dẹp tiệt tùng, lui ngữ nữ, từ hôm nay mọi việc đã đổi thay. Muôn Tâu, câm! Mi là kẻ si tình bất lực thì đừng mong cứ yên lang bằng sự đánh đổi một tình yêu của công nương Ai Thi Lệ, thì tất cả đều không thành tựu. Hôn lễ này chấm dứt hôm nay. Dạ Muôn Tâu đại vương, bất giận một vài giây, Ai Thi Lệ trở lại đây, ta đang đợi nàng xé nát thì thì. Dạ Muôn Tâu, không, ta bảo rằng ta mang dòng máu giống hung nô, dựng quy hoàng trên vạn triệu năm xương khô, không đợi chờ trong y muôn mông kha. Dạ Muôn Tâu đại nghe vương, khỏi phải chờ đợi nữa đâu, vì nàng sẽ tự đến đây và đang nép mình đứng dưới lông ngay. Tâu đại vương, kẻ tử tù trở lại nơi đây để xin ân huệ cuối cùng trong kiếp sống. Nghĩa là nàng không còn phản kháng, nàng bằng lòng thì hãy mặc lấy áo vương cung. Muôn Tâu, kẻ này bằng lòng với điều kiện sau cùng là đại vương truyền lệnh lui quân trả đất. Trời, lui quân trả đất. Nàng hãy nhìn, từ đông sang tây, từ nam qua bắc, đất đai ta mở rộng bốn phương trời, còn nàng chưa đang một con mồi thì đừng nói tình yêu và trao đổi. Ngữ vệ, dạ, mời hoàng tử yên lâm đến đây lập tức. Muôn Tâu, nàng hãy chờ, hãy đợi, hãy theo ta lên chinh bực thềm, hãy ngồi yên trên mặt ghế thạch kim, hãy sờ hơi lạnh để biết trái tim vì chúa tể. Tâu phụ vương, có con chờ lệnh. Con hãy dẫn binh trở lại xứ Ba Tư, chiếm hết vùng đất đai con đã trả. Tâu phụ vương, đi, cờ chinh phục của đại quân Mông Cổ hãy cắm lên chốt vót nóc hoàng thành. Con phải đi mở lại cuộc xâm lăng, cắm cờ chinh phục trên đất đai kẻ khác, mà để trái tim mình bị người ta dẫm nát. Không, con chỉ cầu gian được chết tại nơi đây. Áp vệ quân, yeah, áp giải hoàng tử lên yên chiến mã cho Thiết Kỵ quân tiến đến Ba Tư. Không, không, con xin phụ vương đừng buộc con chiếm đất đai kẻ khác, mà chính bản thân con bị người ta cướp đoạt cả linh hồn. Con chỉ muốn chết tại đây để đền tội phản loạn. Con muốn sự quằn quại của xác thân mang tử án được phơi bày giữa chốn nguy dương cung, để cho vua cha và hoàng hậu thấu hiểu ân tình tôi trong giây phút cuối cùng. Đã để cho máu đổ tuôn rơi là
con vui lòng lìa xa cuộc sống. Dầu có hủy hoại vết thương, con cũng không thể chết trước khi lên yên chiến mã. Áp dễ quân! Không, không! Bây hãy lui ngay lập ý tức, bây hãy tuân lệnh ta trong khi đầu óc ta đang rối loạn quay cuồng. Dường như trái tim ta đang sôi dậy máu căm hận. Ta thủ quán đất trời xanh cây cỏ vàng, ai những gì đã ung đúc nên ta, hay là ta đang muốn cho lâu đài tráng lệ nguy nga biến thành sa mạc, để cho trên đồng khô các bạc không bao giờ sinh đi nở một cành hoa. Lâm, mày đang nói gì, đang làm gì để cho kẻ ở trên ngai khủng khiếp? Bộ dương ơi, con đang nói mặt cái trời sẽ không bao giờ mọc nữa, để cho vũ trụ này mãi mãi âm u vì mặt đất không còn cần ánh sáng và lòng người đã mất thiên lương. Con nói mây đang ngừng trôi, nước đang ngừng chảy và khí trời đang đông lại thành băng tuyết mùa đông. Mà hoàng tử Yên Lâm không còn hơi thở, vậy kẻ này kính xin đi hoàng hậu hãy cầu khẩn với phụ vương tôi, để cho tôi được chết tại đây hơn là phải chịu bỏ thay trên chiến đĩa lạnh lùng. Cha không thể giết con bằng tội ăn cực hình, mà cha chỉ muốn chiếm lại những gì con để mất. Trời, chiếm lại những gì con để mất nghĩa là... Nghĩa là hoàng tử phải ra binh theo lệnh của phụ hoàng. Hoàng tử phải mang cờ chinh phục đêm cắm lên lâu đài của vương quốc Ba Tư, để rồi hoàng tử được nghiêng ngửa cười sai với chiến công quanh liệt giữa muôn ngàn sắc chết của dân tôi. Hãy đi trên máu sương rơi, đừng nghe đừng thấy những gì sau lưng. Khi người đạp nát hoàng cung, hãy tìm trong mấy khối quê hương người tình. Con hãy đi lập tức chiếm lại những gì con để mất hôm qua. Vâng, con đi đây. Hoàng tử Yên Lâm, nàng đã nghe đã thấy, bây giờ nàng còn muốn đánh đổi gì không? Hãy theo ta về buồng riêng vương chúa. Không, đại vương. Nàng phản kháng à? Đây, lưỡi thép này không biết nghe, không biết nói, chỉ biết san bằng mọi thành quách kinh đô. Hãy nhìn vào quả đồ này, nàng cùng với sứ Ba Tư bé nhỏ sẽ mất tên qua một nhát gươm ta. Kìa, máu, máu từ trong quả đồ tuôn chảy. Máu ai? Phụ vương. Trời, Yên Lâm, Yên Lâm hoàng tử núp bên sau bức quả đồ bị ta đâm vào phạm kiếm. Phụ vương ơi, mau tim con đang lần ngồi chai cạn. Phụ vương có thấy lòng rung động hay chưa? Phụ vương ơi, con chết. Ai xin lễ, mày phải chết để đền mạng con ta. Nội thị, hãy đóng cửa hoàng cung, hãy rủ cờ tang lễ. Hoàng thi thể hoàng tử Yên Lâm chờ ta chinh phạt Ba Tư, nghe chưa? Tâu đại vương, có đoàn sứ giả Ba Tư xin dâng thơ triều kiến để cầu hòa. Hãy đuổi bọn nó về và dạy rằng vương quốc Ba Tư sẽ biến thành đồng cát. Muôn tâu, công chúa Yên Lan bị bắt về Ba Tư, nếu không tiếp sứ e công nương không toàn tánh mạng. Xin đại vương hãy đọc sứ thơ. Đọc cho ta nghe những điều nó muốn cầu hòa. Thứ nhất, trao đổi con tin ai thi lễ với Yên Lan. Thứ nhì, xin dâng lễ cầu hôn cho ai Bình Cơ và Yên Lan công chúa. Không! Dạ nếu không thì công nương tánh mạng không toàn. Trời, con ta Yên Lan tánh mạng không toàn. Được rồi, cho đoàn sứ giả nhập thành. Dạ.
sứ của đoàn sứ giả Ba Tư, xin ra mắt đại vương. Còn tôi là thượng sư Ai Bình Cơ, xin dâng lên sính lễ. Vậy đây là sính lễ Ba Tư Vương quốc, xin dâng lên với tất cả nhiệt tình của hoàng tử Ai Bình Cơ. Mong sẽ kết duyên tơ với Yên Lan Diễm Kiều, tôi mong cho ai họ vững bền dây duyên nợ. Chấm dứt hòa đau binh chung đắp xây Thái Bình. Đây xin lễ duyên tình xin dâng lên đại hạng, ta vui sướng vô cùng nhìn ngày mai tươi sáng. Tôi sẽ hát ca vang mừng đại vương đắc thắng, thu phục được tình thương bằng cuộc lễ tân hôn. Ta đã nạp thu xin lễ, bây giờ hãy bắt đầu trao đổi con tin. Muôn tâu, công chúa Yên Lan đang đứng trước đại vương, chính nàng là viên văn đầu sư của Ba Tư Vương quốc. Yên Lan, con Yên Lan. Phụ vương. Muôn tâu, kẻ này đang chờ ai thi lễ. Đi, ai thi lễ đã biến thành manh áo rách. Trời, đại vương đã giết em tôi. Đừng tìm hiểu nguyên nhân, chỉ biết rằng tên nữ tù đã chết. Phụ vương, phụ vương đã giết công nương Ai Thi Lệ, là phụ vương tự đào thêm ổ sâu thù hận giữa tim con. Đừng ước mơ mộng hảo một tơ duyên giữa công chúa Đại Bang và tên tội đồ tiểu quốc. Phụ vương, lễ vật này chưa thể ngắn vô câu chinh phục, cha cấm con nói lời phản nước phản cha. Phải, lòng tôi cũng bôi xoay cầu hòa, hãy ném tất cả vào hố sâu thù hận. Rơi đầu. Phụ vương, Yên Lan, con hãy nhớ, con chỉ có một người chồng duy nhất, chính là thống tướng Bác Lỗ Kỳ. Không, phụ vương, phụ vương. Đừng kêu gào thống thiết, hãy chọn tình yêu nơi viên tướng Bác Lỗ Kỳ. Ai Bình Cơ, tôi trở lại đây đi gặp mặt hôm nay, rồi mai mốt ta trở thành người xa lạ. Không, hoàng tử Ai Bình Cơ, tôi trở lại đây đi xin phép Yên Lan cho tôi được nói lời oán thù hoàng đế. Thù oán phụ vương em đó là quyền hoàng tử, nhưng tình em người có oán hận hay chăng? Ai Bình Cơ, thôi công chúa Yên Lan hãy dừng lại đây, lời yêu tha thiết cũ và bôi xóa tên tôi trong tâm tư nức nở kẻ cung gian. Đừng cãi lại triều nghi và chống lại phú hoàng, đừng đem trái tim đặt bên thanh kim thép, và cũng xin đừng nói tiếng yêu tôi, vì tôi là thằng tù nô lệ, còn nàng là con của hoàng đế mong ca, nàng là vua tôi là giặc, thì xin đừng trao tình cho tên giặc như tôi, rồi có lúc cũng đoạn ly trong quán hận muôn đời. Ngự vệ giáp binh, dạ, hãy trói đầu tên trộm cho ta. Không, phụ vương. Công chúa Yên Lan là bảo vật của vua, kẻ nào xâm phạm là bay đầu lập tức. Phụ vương, giang ra. Phụ vương ơi, nếu Ai Bình Cơ là một tên ăn trộm, thì chính con là thủ phạm đã hiến dâng cho kẻ trộm trái tim mình. Con mới đáng cho phụ vương xuống lệnh con đã gọi người ra đi trở lại để thấy con nghẹn ngào nức nở giữa cung điện. Phụ vương ơi, con đã yêu người kia từ kiếp tù nô lệ bằng tất cả tâm tình tha thiết buổi ban sơ, mà con không thể liền xa dù bão loạn hải hùng. Phụ vương ơi, phụ vương có thể cho tình yêu con là nhục, nhưng chính con tìm thấy vinh quang trong nguồn rung cảm êm đềm. Vì ai quả tim không phải là giang sang thống trị với quy quyền, không ngăn cách gì biên cương lãnh thổ.
niềm thương lâu dài. Hãy hùng cuốn sợ chia ly, thủ vương đừng dội cắt đôi duyên tình. Nghĩa là cha không giết nó à? Trời ơi, khi cha vừa biết nói tiếng thương con thì con đã nói với cha lời bội phản. Phụ vương, không, tôi không muốn cho công chúa Yên Lan chỉ vì tình tôi mà trở thành người thù cha phản chúa, cũng như tôi không mà thể vì yêu mà phản bội quê tôi. Vậy đại vương hãy giữ công chúa Yên Lan bằng quyền trang lĩnh chúa, còn tôi giữ tim tôi bằng sắc áo em tôi, còn vương đồng máu đào. Từ đây phân cách đôi nơi, nói thêm chi nữa những lời biệt ly. Xin nàng ở lại tôi đi, tình ta làng cánh chim trời hai phương. Vĩnh biệt. Không, ai bình cơ không thể ra đi, vì các cửa hoàng cung đã đóng. Đúng, tên tội đồ bỏ xác tại Thiết Dương cung, nghĩa là tôi phải chết. Dù ai bình cơ chưa chết, nhưng mà cái tên kia đã chết thẳng giữa tim tôi. Yên Lan, con hãy tỉnh lại đi. Cha sẽ thả ai bình cơ, hãy nghe chiên lĩnh một hồi đang điểm. Sương đã dâng buồn lên cửa ải, chôn vùi mộng đẹp giữa chiều nay. Đi đi đừng nói lời thương hại, tao ngộ chờ trong giấc ngủ dài. Vĩnh biệt Yên Lan. Ai mình cơ à, nó đã bị thiêu ngoài cửa ấy. Tôi Mai Trinh, tôi xin cảm ơn nàng đã cứu tôi ra khỏi lửa của Mông Kha tại cửa Thiết Dương cung. Thưa hoàng tử, Bác Lỗ Kỳ đã chiếm Ba Tư và giết nữ hoàng trong nội điện. Trời, mẫu hoàng đã chết. Mẹ. Dạ, mẫu hoàng trối lại, hãy giết hết người Mông Cổ để trả thù cho xứ sở Ba Tư. Phải, giết chết người Mông Cổ. Dạ. Công chúa Yên Lan từ Mông Cổ đến đây cùng Dương Phủ để tìm lại người yêu trong Ba Tư. Người ấy đã chết từ trong lửa một chiều kia bên cửa Thiết Dương cung. Không ai bình cơ hoàng tử. Tôi chỉ là máu xương, là tham lệ, là tai ương còn sót lại giữa trần gian. Ai bình cơ? Không, nàng là tương lai, tôi là quá khứ, thì nàng với tôi không bao giờ có thể gặp nhau trên lối rẽ ân tình. Nàng là tiên sa, còn tôi là ác quỷ hiện hình. Nàng sinh trưởng trong quy hoàng chiến thắng, tôi rủ tàn trong thảm bại tan thương. Nàng đi tự dừng thế dương sáng trôi, tôi lui về miền tâm tối quang du. Nàng với tôi là thù làng hận, thì nói lại làm gì những mấu chuyện đời xưa. Chuyện đời xưa, ai bình cơ? Em không ngờ ai bình cơ còn sống với hình hài tàn tả thảm. Thôi hãy gian ra, vì tôi không phải là ai bình cơ còn sống, mà chỉ là một quan hồn trong cơn ác mộng của công nương. Bà là thống tướng phu nhân, thì xin đừng đến gần tôi, cho đời miệt kinh. Bà là lăng tâm trắc nết, là vô thủy vô chung,
Một chiều kia khi bước qua cửa nhỏ, Thiết Dương cũng tôi đây đã trở thành người trong dĩ vãng. Ly biệt giữa chiều mưa bão loạn, một lần chút hận đến ngàn thu. Bà ơi sấm sét từ đâu biến tôi thành kẻ thù xấu hơn tình. Ai Bình Cơ, em không bao giờ làm vợ tin bảo tương bác Lỗ Kỳ. Tham vệ quân, hãy cho Yên Lan đưa về eo biển Bạc Sĩ Cương cho ta xử tội nặng trên giang hóa. Ai Bình Cơ, để trả thù cho linh hồn Ai Thi Lệ, để trả thù cho cái chết của nữ hoàng, ta quyết định xử thiêu Yên Lan công chúa. Ai Bình Cơ đòi thiêu sống Yên Lan để trả thù cho dân cho nước. Chiều hôm nay khác hơn chiều hôm trước, tuyết rơi nhiều trên lối bước biệt ly. Chiều xưa bão loạn cung di, chiều nay trải lạnh đường đi xuống mồ. Vì du âm mưu lời gió đời theo tiếng quán hơn ngàn ngày mất rồi đường về. Một lời thề nguyện toàn dân Ba Tư hờn quán Ba Tường Thiên, tang thương buồn thảm áo tràng đồng tinh lễ trang Ba Tường Thiên. Ba Tư cùng nhau chiến đấu, quyết trừ loài tham, quyết diệt thù chung, xóa đời hờn cầm đau thương. Ba Tư đang bước về nơi thiên thu, chẳng quán
hờn vì dân ba tư. Yên Lang, khoan, hoàng tử đã treo án lệnh thì hoàng tử phải thi hành. Hãy thổi hồi còi lệnh thứ ba và cho châm mùi lửa. Dường như lửa mới châm mồi, hãy đạp lướt đầu người cứu con ta toàn tánh mạng. Công chúa Yên Lang đã thành tro bụi. Trời, con ta chết, thế là ta đã mất hết tình thương. Phụ vương, nếu phụ vương muốn còn lại chút tình con, phụ vương nên lui quân về Mông Cổ. Yên Lang, quan hồn con hiện ra từ trong lửa. Quan hồn con muốn kết tội phụ vương chăng? Phụ vương! Ta sợ tiếng quan hồn rên xiết, từ chiều xưa tiếp nối đến chiều nay. Giang ra, ta sẽ trả đất đai này, làm ngâm mộ cho hồn con nương tựa. Vâng, theo ta về Mông Cổ. Phụ vương nỡ bỏ con sao? Đã một kiều tình cảm chia ly, giờ đây lại đến thêm một kiều phụ tử đôi nơi tình chàng để con theo. Con của ta đã qua thành tro bụi, cũng như anh nó dưới quan mộ, thôi vĩnh biệt đời. Không, kẻ bảo tàng trong vót cõi nơi đây, con người đã rút quân đi. Trời, Yên Lang em vẫn sống ở trên đời, vì đã có một